Trên này có cái gì không? Để mình nhìn xem nào. Ui Kem ơi. Cái gì đấy bạn? Ra đây mà xem. Đâu? Có một đàn gì nó ở trên máy kìa. Vừa xong không có vật nó treo mình ở đây này các bạn ơi. Chắc chắn nó vẫn ở trong này này. Của mình đáng yêu chưa này? Đấy, mình cho nó ra ngoài ngõ. Nhưng mà hình như nó đang đói ý. Nó cứ kêu liên tục thôi. Ui, nó còn vào lòng mình đấy này các bạn ơi. Ui, không ổn rồi, nó mổ vào mình liên tục này. Chắc là vịt đói lắm rồi. Nào, bây giờ em ở đây nhá. Ui, mình sẽ bảo con cua của mình trông con vịt vừa lúc. Ui, đứng ở đây trông con vịt. Không được cắt vào vịt đâu nhá. Để mình đi vào, lấy một ít kém cho nó ăn. Nó đang đói rồi này. Đây rồi, mình có ít rau để cho con vịt ăn. Oh, ôi, no. Con vịt của mình đâu rồi? Ui, con cua này hư chưa? Chắc là các vịt đau quá nó chạy đi rồi đây. Ui, thế bây giờ con vịt nó chạy hướng nào đấy? À, các bạn ơi, con cua của mình nó chạy hướng này này. Chắc là vịt chạy hướng này đấy. Ui, không sao rồi. Các bạn ơi, con cua nó dẫn mình đi tìm con vịt. Mà nó chạy nhanh quá. Mà dẫn mình vào cái đường gì mà sợ thế này. Ui, cảm giác như kiểu là vườn hoang ấy các bạn ạ. Cảm thấy cái cối rậm rạp thôi mà chẳng thấy cái nhà nào cả. Nó vào tận đằng kia rồi kìa. Con vịt của mình đâu nhở? Con cua cũng chạy nhanh quá. Giờ nó rậm rạp thế này, mình làm sao mà mình thấy nó được hả các bạn ơi? Ui, đây này. Có tiếng kêu gì đây sao ấy các bạn ạ? Ây, ui, cái gì thế này? Sao lại có cái cây gì mà lại kỳ dị thế này? Ui, toàn thân nó mọc đầy gai các bạn ơi. Kinh chưa? Những cái gai nhọn lắm. Ui, ra cả gan tay mình luôn này. Cái gai này mà lấy về khâu ốc tuyệt vời đấy các bạn ạ. À, mình biết rồi. Đây là cây bồ kết đấy các bạn ạ. Nó mới mọc nhiều gai như này đấy. Cây bổ kết là để gội đầu ý. Nhưng mà mình phải đi tìm con vịt đã. Con Kem đang nó gửi hình dự cho mình. Đúng ở chỗ này rồi. Mà cái đồng hồ của mình nó vẫn kêu tít tít này. What? Mình đang ngủ ngoan bạn ấy gọi. Nhưng mà vào đây sao mình thấy lạnh người lắm các bạn ơi. Chỗ này nó hoang vắng lắm. Có khi nào bạn ở trong cái ngôi nhà này không nhỉ? Nhưng mà cái ngôi nhà này nhìn cũ kỹ lắm rồi. Chắc là đó phải mấy chục năm rồi các bạn ơi. Để mình vào xem nào. Mẹ 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 mẹ. Ui mẹ, mẹ. Ui, trốn ở đây thôi. Bạn ốc đi. Ui, Kem à. Ui giời, bạn rồi đi cho mình nhá. Mình tìm mãi mới thấy bạn đấy. Tớ lại mãi mẹ, tớ phải đi tìm trước con vịt. Nhưng mà chỗ này á, nghe hút sợ quá là ốc à. Làm sao bây giờ? Ui, còn gió to nữa này. Mình thử vào trong ngoài tìm xem có không. Có khi ở trong này ý, mình thấy con cua vào đây nó chạy theo hướng này này bạn ơi. Đi thôi. Kem ơi, Kem. Kem ra đây mà xem này. Tớ đây. Ui, cái gì đấy? Mẹ đất ơi, tôi thấy nhiều cái quan gì nữa. Ui, một cái nhà này toàn có quái vật gì kinh lắm. Có quan gì nhiều mắt chưa? Một quan này có hai cái mắt lồi lên kìa, như kiểu ốc sên ấy mẹ nè. Còn một quan này xanh lè lưỡi vắt sang bên. Ui, còn một quan thì mỏ dài như con chim. Nhưng mà mình thấy đây là cái ảnh thôi. Hình như đây là nhà quái vật đấy bạn ơi. Hay là trong này nhốt những con quái vật ở trong đấy đấy hả bạn? Thôi mình đi đi. Chúng mình ra chỗ khác thôi. Kem ơi, có ai lái cái xe này không? Không có ai lái đâu. Mẹ nó rồi. Ui. Tự nhiên nó phi vào đây á. Ừ, kinh lắm mẹ nó ạ. Giờ lấy cho người lên đi. Bây giờ chúng mình làm gì bây giờ? Nó vẫn quay tròn bánh kìa. Lạ thật đấy. Ơ, mẹ đi đâu đấy? Mẹ nó ơi, chờ tao với, chờ tao với. Kem ơi, kệ bạn đấy, mình đi về đây. Ui ôi, kệ bạn, bạn đi một tìm gì. Ui, mình về đây, sắp đến mẹ rồi. Ui, thích quá nhờ cái xe này. Mẹ nó ơi. Ui, tớ hả con đất đó cơ mà. Cái xe này, tớ đem máy đâu. Không, mình đi về đây các bạn. Ui, xe lại hỏng rồi. Đây này, tớ đang thắc mắc là không có xích, không có yên. Mà sao cái xe lại lao được ra đây này? Không, bạn ở đây mình tìm việc của bạn mình sợ lắm. Ui, cái xe này hỏng rồi, không đi được. Vừa nãy mình còn ngồi nên mình đạp được cơ mà. Đâu bạn nhìn xem làm gì có yên ngồi. Mà xích xe đâu? Ừ, cái này nó phải có xích để nó đắp vào cái nhíp này thì nó mới chạy được cơ mà nhờ. Đúng rồi. Thế sao vừa nãy mình ngồi mình lại đạp được nhờ? Cái xe này nhá, rất cổ rồi. Không có phanh này, cũng không có cái áo xe. Mà hết sạch hơi. Thế mà vừa xong lại đi được cơ bạn đó bạn. Ui ôi. Cái xe này nó phải hàng trăm năm rồi bạn Kem ơi. Xe này nó phải hàng trăm năm rồi bạn Kem ơi. Cái xe này không đi được, chúng mình bỏ gọn vào đi. Việc quan trọng là vừa nãy tôi nhìn thấy con cua nó đi ở đây này. Bây giờ mình phải theo dấu vết của nó không mất đấy. Tớ phát hiện ra chỗ này á, đồ đạc cũ rách cũ dịch rồi bạn ơi. Này. Đâu? Ui. Bụi bặm lắm. Bụi
đĩa này. Đĩa bát bụi bặm mà cũ hết rồi, cốc chén cổ lắm rồi nhở. Những cái chén này từ ngày xưa sửa từ xưa đấy bạn. Ôi, ơi. Đây này, có một cái quang gánh cũng cũ lắm mà lại có một cái xoong ở đây này. What? Ừ nhờ, sao cái xoong này mới thế? Ôi, cái xoong này mới nguyên, để mình xem cho nào. Ô, cái xoong này như kiểu là mới được rửa sạch sẽ ấy bạn ạ. Ui, đây này, cơm đã được sới và bày hết ra đây rồi này bạn ơi. Ừ nhờ. Có cả xúc xích trứng này, cả gà rán này, đây này. Ui, có cái gì? Ôi, con gì này ơi. Ui, cái kiểu đúng là cái đồ rát chết bạn Kem ạ. À, đây này, con nhện chứ con gì? Con nhện á? Ừ. Ôi không phải đâu, có ai người ở đây này, mắc nó ở đây này. Đây là một con quái vật ban ban đấy bạn ạ. À, quái vật ban ban á? Đúng rồi đấy, quái vật ban ban nguy hiểm lắm, không biết nó làm gì ở đây, chắc là đây là đồ ăn của nó đấy bạn ơi. Công nhận con quái vật này nấu ăn ngon chưa này bạn ơi. Mình chả tìm với vịt của bạn đâu mà bụng đã đói meo rồi này. Tớ cũng vậy. Ở đây có hai cái xúc xích, bạn một cái mình một cái đi. Đi, chúng mình ăn đi. Ui có cả trứng nữa cơ bạn ơi. Ăn xong cái này mình ăn trứng nhá. Ui ngon quá các bạn ơi. Ui tớ bóc ra được rồi này. Đây của mình ra được rồi này. Wow các bạn wow, ơi. Wow dài chưa. Ui mình ăn trước đây. Ui tớ bẻ gãy rồi. Thơm mà ngậy lắm bạn ơi. Công nhận đấy bạn ơi, ngon thật. Có cả cơm trắng kìa. Ui chỗ này còn cũng có cả một cái gì kìa. Đây đây đây, để mình mở xem nào. Ui cái đấy được dán chặt nhờ. Đây nó có cái tem ở dưới mình bóc ra này. Wow tớ cũng nhìn thấy một miếng trứng rán luôn. Nhưng mà trứng rán bé. Hamburger bạn ơi. Những cái này là hamburger à? Đúng rồi, ngon chưa? Thế cái này là cái gì đấy? Đấy là thạch ấy. Wow, thơm lắm. Mình thử cái miếng trứng rán này xem nào. Đấy, ui, miếng trứng rán. Có cái lòng đỏ ở giữa nhá. Đúng rồi đấy. Ừ, béo ngậy lắm bạn ạ. Ui, có khi con vịt của bạn Kem nó ở trong này các bạn ơi. Kem, Kem. Ui, trong này trống không các bạn ơi. Không thấy con vịt của bạn Kem đâu. Ô, kỳ lạ nhỉ. Không biết là nó chạy ở chỗ nào nhờ. Két két, có khi nào nó chạy ra ngoài vườn này không nhở? Tôi không thấy các bạn ơi. Ui, ui ôi sao thế, chạm lên cả mái nhà rồi, có cái gì? Nó trù mặt mình như này. Ui, Kem ơi, Kem ơi. Quái vật, sao quá. Con quái vật ở đấy các bạn ơi, kinh lắm. Bạn đốc bạn ý, tìm không biết nào chỗ nào, mỗi ngồi một hướng. À, có khi vì thích nước, nó có khi nó nhảy vào cái bể này không nhờ các bạn nhờ. Để mình thử ngó vào xem nào. Trong này á, toàn những cây dương xỉ mọc lâu năm rồi các bạn ơi, chẳng có cái gì. Thế mà sao vẫn nhận tiếng vịt kêu quanh đây các bạn ạ. À, để mình ngó lại xem nào. Trong này không có các bạn ơi. Mình phải ra chỗ khác tìm đây. Ui, cái gì nó vào mắt mình như này. Ui, tóc của mình đâu rồi. Ui, kinh quá các bạn ơi. Ui, mẹ. Ui, mẹ. Ui, mẹ, mẹ. Ui, là mẹ. Ui, là mẹ. Ui, là mẹ. Ui, là mẹ. Ui, đằng trọng không có bác cả mẹ. Ui, mà đầu đỏ không có tóc là mẹ. Đúng rồi, đầu mình không có tóc các bạn ơi. Mày nghe kiểu bạn Kem ấy nhỉ. Ôi, mình nghe như kiểu giọt màn ốc ấy. Ôi, Kem à, tớ đây. Ôi, ôi trời. Không biết là cái quan gì nó trùm hai đứa mình bằng cái này nhỉ. Bạn ốc ơi, tớ nghi vừa lấy mình nhìn thấy những tấm ảnh ở trên cái tường ấy là quái vật ban ban đấy bạn ơi. Hay có khi mấy con đấy nó đang trêu mình đấy. Chúng mình phải tìm vũ khí để tiêu diệt những con quái vật đấy. Ra cái chỗ đồ ăn này bạn ơi, có khi lại có vũ khí ở đây đấy. Ui cái mẹt cũ rồi bạn ơi. Ui đây là cái gì đây? Đều cái lưới. Cái mẹt này. Những cái mẹt cũ rồi. Có cả cái ghế ở đây này. Ừ nhờ. À, có phải hiện ra ở trên này có cái gì này? Trên này có cái gì không? Để mình nhìn xem nào. Ui Kem ơi. Cái gì đấy bạn? Ra đây mà xem. Đâu? Có một đàn gì nó ở trên máy kìa. Ui một đàn quái vật ban ban kìa. Ủa chạy ra đi. Quái vật ban ban vẫn đang trêu mình đấy bạn ạ. Nhưng mà tớ phát hiện ra trên này có vũ khí này. Không phải trên ngoái đâu. Wow, thế nào mà trên mái này lại dắt một cái súng to thế này nhờ. Kia kìa, à đằng kia còn có một cái súng bé. Ui, một cái súng wow. Này những cái súng, cái súng này của ai không? Tớ không biết bạn ạ. Cái súng này à, có khi là súng của các cụ ngày xưa đấy. Súng này à, có khi là súng của các cụ ngày xưa đấy. Ôi thôi, bạn bắn đi một viên đạn rồi. Thôi, mất đạn rồi. Đi tìm viên đạn đi bạn ơi. Quái thật, từ khi mình lấy cái súng to này, mình đi săn cái con quái vật nhưng mà chả thấy nó đâu cả. À, nó đang đứng ở chỗ kia kìa. Lần này à, người có chạy đằng trời. Wow, con này nó lại cầm con cua ở trong cái gì đây này, trông lạ lắm. Thôi, nó cầm lên nó ăn mất rồi. À, người đang mải ăn à, ta sẽ bắn đây. Chiu. Wow, nó nổ rồi. Ui, mình cứ tưởng trong này là quái vật. Wow, có một đàn cua trong này này. À, hóa ra à, nó để cua đây à, để nó ăn dần đấy các bạn ơi. Có khi à, nó ăn mất con vịt của bạn Kem rồi đấy.
vừa xong con quái vật nó treo mình ở đây này các bạn ơi, chắc chắn nó vẫn ở trong này này. Wow, chưa gì nó nói rồi. Ui, nó lại đây kia. Ui, đây rồi. Boom. Wow, các bạn ơi, yeah, mình đã tiêu diệt được nó rồi. Wow. Bạn tiêu diệt được con nào chưa? Tớ tiêu diệt được một con rồi đấy bạn. Mình cũng được một con rồi đấy. Vậy còn hai con nữa cơ. Còn hai con nữa. Chia nhau đi tìm nó đi. Nhưng mà không thấy con vịt đâu. Không biết được. Có khi một trong hai con kia nó ăn con vịt của bạn ấy. Mà bạn làm sao đau bụng à? Từ khi ăn cái xúc xích với cái trứng ốp ở chỗ kia, mình đau bụng quá. Bạn đợi đây nhá, để mình đi vệ sinh nhá. Nhanh lên nhá. Đau bụng quá mà. Ở đây nhá, có nhà mà chả thấy nhà vệ sinh đâu nhở? À kia rồi, có một cái nhà vệ sinh ở đằng kia kìa các bạn ơi. Wow, mình vào đấy để mình đi vệ sinh thôi. Chỗ này lại có một cái bức tường nữa này. Chỗ này hoang vắng thật đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình buồn vệ sinh lắm, vẫn phải đi vào trong này thôi. May quá tới nơi rồi, mình phải vào đi nhanh mới được. Các bạn ơi, trong này lại có một con kìa. Để mình bắn nhá. Wow, tiêu diệt được nó rồi các bạn ạ. Đây đúng là một cái nhà vệ sinh ngày xưa các bạn ơi. Đây này. Ui, mình nhìn trong này nó sập sệ lắm. Vào đây á, có khi nó sập xuống đấy. Thôi, mình không đi vệ sinh đến đâu, mình về đây. Vừa đây rất nhiều quái vật ở đây mà. Đúng là nó chạy hết rồi. Cái gì đấy bạn? Bạn ơi, hình như này là một cái bao thôi. Ui, giật hết cả mình. Ui, con gì nó xuống kia. Ui, cái con xanh xanh đấy. Con nhiều răng đấy bạn ơi. Nó chạy nhanh kia mất rồi. Ê, nó chạy nhanh lắm. Kem ơi, nó chạy nhanh này này. Bạn ơi, tôi thấy nó đang đứng ở chỗ này này. Nhanh lên. Sao nó không chạy nữa mà nó lại đứng ở đây này? Tôi thấy nó đứng ở dưới, ở trên cái xô ấy. Để mình bắn nó nhá. Đấy, được rồi kìa. Ui, nó trốn vào trong hay sao ấy bạn ơi. À, hình như nó biến ở dưới này này. Để mình lật lên xem nào. Chiu. Ôi, cái gì ấy? Ui, ui. Một đàn quái vật. Ban ban này bạn ơi. Tớ phải hiện ra. Con này này. Đây này, con này chính là con Ban Ban Lena đấy bạn ạ. Vậy à? Ui, nó biến thành con mèo rồi. Còn đây là con gì bạn biết không? Con bạch tuộc. Quái vật bạch tuộc đây. Đây này, nó có rất nhiều chân này. Đây là những cái chân để nó đi, nó chụp các con vật đấy bạn ạ. Đây nữa này, một con chim. Đây là quái vật Obidabot đây. Con này nó có cái mỏ rất dài. Nó biến thành con này rồi này bạn ơi. Đấy, vậy là chúng mình tiêu diệt được hết rồi. À, còn con ốc sen nữa bạn ạ. Để tìm quay đây xem nào. Đây đây. Đây đâu? Ôi, nó đang bò lên cây kia. À, đây này, quái vật ốc sen này các bạn này. Nào, rút xuống đi. Nó ăn héo hết cái cây này rồi. Đúng rồi đấy. Ui, là cái cây này quài dí này bạn ơi. À, đây này, con việc của tớ nó ở đây này bạn ốc ơi. Ui, mày ơi, nó đói đấy, nó ra. Đây, nó ăn rau đấy bạn nè. Mình xem nó có bị làm sao không. Wow, nó vẫn chạy được đấy. Nó vẫn chạy bình thường. Đây này, để tớ cho nó ăn mấy cái rau này nhá. Các bạn ơi, con vịt nó thích ăn rau lắm đấy. Ấy, các bạn ơi, thì vịt của mình nó thích ăn rau lắm các bạn ạ. Thấy ăn rau mới nhiều chất đấy các bạn ơi. Đấy, nhiều vitamin cực kỳ. Nào, nào mình sẽ bế vịt về. May quá, hôm nay tìm được con vịt của mình rồi này.